cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người biết là Lãnh Thanh đúng không? Thế nên không phải giới thiệu về trước nữa. Chắc là phải cảm ơn mọi người trước. Cảm ơn những gương mặt mới, những gương mặt cũ đã đồng hành cùng Thanh trong suốt chặng đường vừa qua. Rồi những người đồng hành, những người hỗ trợ, rồi cả nhãn hàng, những người cũng đã support cho Thanh trong ngày hôm nay nữa. Thì phải là cảm ơn mọi người trước. Anh thấy cái bạn ở phía sau, bạn nằm trong bên, à các bạn, bạn nam. Không đâu, tại vì bị che mất, sorry. Rồi. À, em trả lời đi, tất cả mọi người đều đang lắng nghe em hết đấy. Trước đấy anh đó có chia sẻ là kiểu nghĩ nhiều ấy, trước khi làm được đấy là mình nghĩ nhiều, nghĩ xong có được trả lời, thế là nghĩ quá 3 giây cái họ không muốn nghe trả lời, họ đi mất. Rồi không biết là còn tình nào nữa không các bạn? Nãy giờ tao thấy mấy cái đó không phải là thật xấu luôn á, cái đó là kiểu như là tính cách. Đó dễ thương, đó là một cái tính cách của một cái người, họ sống một cái thói quen, mọi người sẽ một cái thói quen, không phải là thật xấu. Thật xấu là ví dụ như là ngủ ngáy nè, rồi ngủ mà chảy nước dãi ra nè, rồi hoặc là dành ăn xấu tính, ăn cái việc đói bụng là sẽ cáo gắt với mọi người, bình thường thì rất là dễ thương, xong rồi đói bụng là sẽ rất là cáo gắt, nóng tính đó, là loại như vậy, cái đó mới là thật xấu hả? Không, cái này anh đang kể anh, chứ không phải kể Thanh các bạn. Anh đang kể anh, theo cảm nhận của anh về tật xấu nó là như vậy. Còn Thanh thì bây giờ mình phải tìm một cái tật xấu của Thanh đi các bạn. Hoặc là bắt Thanh phải nói cho mọi người nghe một cái tật xấu. Anh để ví dụ rồi đó. Ví dụ những cái tật xấu đó mới là tật xấu. Còn ví dụ là cạy tay hoặc là massage cổ cho mọi người, khoái chết luôn mình sao mà tật xấu được. Đúng không? Bây giờ cố gắng Thanh bật mí cho mọi người một cái tật xấu gì đó đi. Tật xấu thì nói thật là ai cũng sẽ có nhiều tật xấu thôi. Bản thân Thanh cũng có cả tá những tật xấu rồi, nhưng mà bây giờ mình cũng không nhớ là tật xấu gì nữa. Bởi vì là mình có một cục xúc là tật xấu là ok. Được. Câu trả lời xuất sắc. Bảo anh lên những phần quà này. Zen hả? Zen lên những quà Zen. Rồi bây giờ thì xin mời cô gái bé nhỏ một câu hỏi rất là hay, đã được trả lời lâu nhất nãy giờ luôn đó các bạn, lên sân khấu và chúng ta sẽ nhận một phần quà từ Lãnh Thanh và ban tổ chức. Trước tiên là Thanh xin được gửi lời chào đến nhân vật có tên là chị. Chúc cho chị sẽ có những ngày, chứ không phải chỉ riêng ngày hôm nay, sẽ có những ngày vui vẻ, sẽ có những giờ may mắn và sẽ có những cái tháng mà gặp nhiều thành công cũng như là cái thành tựu, và chúc một ngày mới tốt lành. Và đi ngủ thì nhớ thì mới đẹp nha, mới thành này. Cảm ơn chị. Đủ chưa em? Đủ rồi đúng không? Rồi ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thật ra thì anh nghĩ là tối nay Lãnh Thanh sẽ rất là hạnh phúc. Bởi vì thật ra yêu thích là một chuyện, mọi người sẽ có những cách yêu thích khác nhau. Có những người thì sẽ ở nhà ủng hộ. Có những bạn thì ngày hôm nay đã bỏ thời gian, mặc dù lúc nãy trời cũng có một tí xíu mưa đúng không? Đó, không sao, có nước có tiền. Đó, cho nên là mọi người đã bỏ công sức tới đây. Thì thật ra là mọi người trong công ty và Lãnh Thanh rất là vui mà thêm một cái bạn rất là đáng yêu chia sẻ những cái cảm xúc mà tâm nghĩ rằng là những cái cảm xúc đó khi mà cái người đối diện á, họ nghe được á, họ sẽ cảm thấy rất là cảm động và cảm thấy rất là lưu mãi trong cái lòng của mình luôn. Và hy vọng tất cả mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Lãnh Thanh. Như vậy thì chúng ta cũng đã tìm ra được những bạn có những câu hỏi rất là hay và cũng làm khó được Lãnh Thanh một tí xíu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một talent của công ty, chung công ty với Lãnh Thanh. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay. Một chút trước khi cô ấy bước lên trên sân khấu thì Thanh chia sẻ điều này. Thanh nghĩ rằng nó là một cái gì đấy mà nó theo mình, nó không phải chỉ một cái gì đấy mà nó không thành hình. Một cái không biết phải gọi nó là cái gì được, nhưng mà mỗi lần Thanh mà có tổ chức một cái gì đấy kiểu thì trời thành mưa trước đã. Vừa nãy bạn ấy có nhắc về cái parkour thì Thanh tập
từ những năm 2011 theo và cũng yêu thích bộ môn này, theo đuổi và cũng làm được nhiều thứ với bộ môn này trong những năm trước khi mà Thanh chuyển hẳn sang cái phần diễn xuất là diễn viên. Thì Thanh đã từng đứng ra tổ chức đại hội trong những năm 2013, 2014, 2015, 2016. Và trước khi mà đến ngày tổ chức ấy, kiểu gì cũng phải mưa. Có khi mưa tầm tã cả tuần liền, nhưng đến ngày hôm đấy, hai ngày tổ chức đấy, chắc chắn trời phải nắng. Thì nó có một cái gì đấy, đúng là Thanh không biết phải gọi là gì cả, nhưng mà đúng là vừa nãy cũng trời cũng mưa một chút, thì mình thấy rằng có vẻ như là khi mà mưa rơi xuống đất ấy, thì mặt đất khô cằn sẽ nở hoa kết trái. Nó là một cái điều gì đấy tuyệt vời và mình muốn chia sẻ với mọi người hiểu như thế. Cảm ơn.